Hello xin chào anh em nhá. Thật sự bạn rất là lâu rồi Hôm nay mình mới lại tìm được một con tai nghe sử dụng chân cắm lai linh các bạn nhá. Dành cho iPhone từ iPhone 6 cho đến 14 Pro Max Chiến game cực kỳ ngon Nếu kinh tế của anh em mà eo hẹp mà vẫn muốn có một con tai nghe ngon để chơi game ấy Thì các bạn không nên bỏ qua tai nghe này Giá của nó chỉ có hơn 100 cành thôi anh em ạ Tuy nhiên nhá, mic của con này mình đã test rồi Rất là to và rõ Âm lượng thì phải nói là cực kỳ to luôn con này khi mà mình chơi game ấy, mình chỉ để tầm 60% âm lượng thôi anh em ạ. Là đã nghe rất là to rồi. Mà được cái nhá, hai cái đầu đeo tai của con này nó thiết kế khá là nhỏ. Các bạn nào tai to tai nhỏ anh em đều đeo được hết nhá. Các bạn có thể tăng giảm âm lượng ở đây luôn. Đó các bạn thấy chưa? Con này mà khi anh em để mắc 100% âm lượng ấy, nghe phải nói là nó cực kỳ to luôn các bạn. Đây, mình sẽ cho các bạn nghe thử chất âm của nó nhá. Con này ấy, nghe tiếng chân mới gọi là đỉnh anh em ạ. Các bạn thấy chưa, chất âm của nó khá là ấm tiếng, khi bạn nghe tiếng chân ý, nó mới gọi là rõ. Bây giờ mình sẽ test trực tiếp khả năng nghe tiếng chân, phân biệt trái phải trên tầng và dưới tầng của con tai nghe này cho anh em thấy nha. Con này ý, nó nghe tiếng chân phải nói là cực kỳ xa luôn anh em ạ, nghe rõ một một luôn ý, âm lượng của nó rất là to. Mình chỉ để tầm một độ 80% là nó nghe quá là to rồi các bạn ơi. đó Nó phân biệt tiếng chân phải nói là cực kỳ rõ luôn anh em ạ lâu lắm rồi ấy, mình mới kiếm được một con tai nghe sử dụng chân cắm lai linh mà nghe tiếng chân tốt như này mình để 80 phần trăm âm lượng nghe nó quá to các bạn ơi cho nên là mình phải giảm xuống tầm một độ 60 cho đến 70 phần trăm âm lượng thôi là đã có thể nghe được tiếng chân cách một độ 40m rồi anh em nhá Đây là các bạn mình đã có thể nghe thấy hai tiếng chân ở bên phải rồi một con ở ngoài và một con ở trong phòng nghe thật sự các bạn nó phân biệt tiếng chân ở trong game cực kỳ rõ luôn anh em nhá đó các bạn thấy chưa nghe và nó là không trượt phát nào luôn mà con này này khi bạn mở mic lên anh em sẽ không bị nhỏ tiếng game Không bị phát ra lo ngoài hay là thay đổi âm thanh luôn các bạn nhá Nói về độ bền thì mình thấy cái dây này nó khá là dày đấy các bạn và được cái nhá nó rất là dài luôn anh em ơi đây các bạn quan sát thật là kỹ hai cái lúm đeo tai của nó này khá là nhỏ các bạn vì vậy tai to tai nhỏ anh em đều đeo được hết nhá đây bây giờ mình sẽ bật mic lên cho các bạn thấy luôn chất âm của nó vẫn rất là to và rõ các bạn thấy chưa nó không hề bị nhỏ tiếng game anh em nhá Đó các bạn, một con tai nghe ngon như vậy mà giá của nó chỉ có hơn 100 cành thôi. Những anh em nào mà đang sử dụng iPhone thì không nên bỏ qua con tai nghe này nhá. Linh mình sẽ để vào góc trái màn hình nha